안녕하세요, 뎁트입니다. 뎁파. 올 한해도 제 음악을 들어주시고 제 활동을 지켜봐 주셔서 진심으로 감사드립니다. 올해 새로운 장르의 음악도 만들어보고 뮤직비디오도 찍어보고 막 연기도 해보고 라이브 클립도 찍고 오프라인 공연도 해보았는데요. 그리고 곧 팝업 스토어와 미니 콘서트가 오픈 예정인데 이런 새로운 것들을 하는 게 사실 좀 가끔은 부담이 되기도 하고 좀 뭐 힘이 들 때도 있지만은 뭔가 하고 나면은 늘 보람차고 되게 저한테도 감동이 오더라고요. 여러분을 특히 직접 찾아뵙는 일은 저에게 좀 큰 떨림이고 감동이었습니다. 2024년 새해는 한국 콘서트도 열고 해외 콘서트도 열고 다양한 오프라인 이벤트를 개최해 볼 생각입니다. 앞으로 재밌는 것들을 할 예정이니까 저의 활동을 지켜봐 주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. 사랑합니다. Hello, I'm Dept. Thank you for listening to my music and watching my activities this year. This year, I made a new genre of music and film music video. We start acting, film live clips, and perform offline performances. In fact, doing something new is not easy, and sometimes I feel a burden, but after doing it, I feel proud and happy. 2024, in the new year, I'm planning to hold Korea concert and overseas concert and hold various type of offline events. I would appreciate it if you continue to watch my activities. Love you. Xin chào, mình là Dep. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhạc. Bắt theo giao hồ là của mình. Trung suốt năm qua, mình được biết ở Việt Nam có rất nhiều bạn YouTube các bài hát của mình như Bangalore và Winter Blossom. Mình vô cùng cảm ơn các bạn. Năm nay mình đã thực sự bởi những thero ai âm nhạc mới, quái MV, quái clip lại và biểu diễn trực tiếp. Thực sự thích thật bởi những điều mới mẻ nhảy cũng hề dễ dàng. Ba tôi khuấy cũng có áp lực nhưng khi thực hiện thì mình lại cảm thấy rất tự hào. Ba vui vẻ có thể năm 2024 mình sẽ cùng cơ hội biểu diễn ở Việt Nam. Mình rất hy vọng và mong chờ điều đó. Các bạn hãy cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ mình. You các bạn yêu. Come on. Love you, Vietnam. Sawadee khap, phom dep khap. Khap khun mak mak lời na khap. Thi phang phê phong phom lê tí tam. Kít cha kam khong phom. Mata lotang pini pom dai imma night time ni kun shop tren kong pom yu mak ma mam ben kao tina indi mak ma loi ka sung nai pini pom dai long tam pain ne mai mai thai music video thai lai so lay jat kasat offline to club จริงๆ แล้ว can't tham arai my bed ni my chai long night loy lay knife kam lang phom ko ru su ko tan de phom tham leo ko ru su phom chai lay mi kham su ma ka ผมคิดว่าผมอาจจะได้ไปแสดงที่ป่าประเทศไทยในปี2005เลย60เช่นนี้ด้วยซึ่งผมเองก็ตั้งหน้าตั้งตารอมากๆเลยครับในอานาคตเองก็พับติดตามกิจกรรมของผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆ
러이 크랍 랑나 캅. Hello, saya Deb. Terima kasih telah mendengarkan lagu-lagu saya dan mengikuti kegiatan bermusik saya selama setahun ini. Tahun ini saya sudah mencoba buat lagu dengan genre musik yang baru, shooting video klip, dan konser offline juga. Dilihat dari data rap di Spotify, pendengar dari Indonesia lah yang paling banyak mendengar lagu saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kedepannya saya lakukan hal-hal seru lainnya, jadi ikuti terus aktivitas saya ya. Saya cinta Anda semua. Konnichiwa, Depto desu. Kotoshi no koku wa boku no kachidou wo mite kudasatte honto ni arigatou gozaimasu. 今年は新しいジャンルの音楽も作ったり、ミュージックビデオも撮影し、ライブクリップも撮ったり、オフラインでの公演もしてみました。そして、もうすぐコンサートとポップアップストアやグッズスターもオープンされる予定です。いつかまた日本で公演をしに来たです。日本にいたらラーメンを必ず食べたいです。そして、お寿司も 必ず 食べてみたいです。日本は近い国なので、いつも興味のある国でもありました。これからもおもろしことをする予定なので、僕の活動を見守っていただければと思います。愛してます。你好，我是Deb，真心感谢大家今年也听我的音乐。 关注我的活动，今年只做了新题材的音乐，排了演题，排了现场剪辑，还进行了线下演出。虽然想做这种新的事情并不容易，也有感到负担的时候，但是做完后。 感到很欣慰和开心，特别是亲自拜访大家，真的是紧张。有高兴的事情，在新的一年里，我想去韩国演唱会、海外演出，并举办各种线下活动。 听说中国的几位来参加我的韩国演唱会，来的话一定要表示感谢。明年我也打算去中国旅游一次，还有希望有人能在中国举办演唱会，也真心感谢。 购买我的CD，并参加视频通话活动，哆啦们，以后也请多多关注我的活动，谢谢，我爱你。